Báo Kommersant loan tin hai máy bay chiến đấu và hai trực thăng quân sự của Nga đã bị bắn hạ trong lãnh thổ nước này gần biên giới Ukraine trong ngày 13 tháng 5. Reuters sáng nay 14 tháng 5 dẫn lại thông tin từ Kommersant Nga cho hay máy bay tiêm kích ném bom Su-34, máy bay chiến đấu Su-35 và hai trực thăng Mi-8 đã tạo thành một nhóm đột kích nhưng đã bị bắn hạ gần như cùng lúc trong một cuộc phục kích ở tỉnh Bryansk giáp với phía đông bắc Ukraine. Theo dữ liệu sơ bộ, các máy bay chiến đấu được cho là sẽ thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa và bom vào các mục tiêu ở tỉnh Chernihiv của Ukraine và các trực thăng đã ở đó để hỗ trợ, có thể để đón các phi hành đoàn Su nếu họ bị bắn hạ, Kommersant viết. Hãng tin TASS cũng đưa tin một chiếc máy bay chiến đấu Su-34 của Nga đã bị rơi ở khu vực đó nhưng không nêu rõ nguyên nhân. TASS còn dẫn lời một quan chức thuộc cơ quan ứng phó khẩn cấp cho hay một vụ cháy động cơ trực thăng đã khiến trực thăng bị rơi gần thành phố Klinsky thuộc tỉnh Bryansk, cách biên giới khoảng 40 km. TASS không đề cập đến chiếc Su-35 hay một chiếc trực thăng thứ hai. Trong khi đó, một video được đăng trên kênh ứng dụng nhắn tin Telegram ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, Voyanyi Osvedomitel, cho thấy một chiếc trực thăng đang bay cao trên bầu trời bị nổ rồi lao xuống đất trong biển lửa. Theo những bình luận đi kèm, video cho thấy một chiếc Mi-8 bị tên lửa bắn hạ. Reuters nói không thể xác minh ngay lập tức video đó. Voyanyi Osvedomitel cho rằng rất có thể kẻ thù đã tổ chức một cuộc phục kích với lực lượng phòng không trước đó đã được chuyển đến một khu vực biên giới đủ gần để tấn công nhóm của chúng tôi. Kommersant loan tin cả 4 phi hành đoàn đã thiệt mạng. Kommersant không cung cấp bằng chứng nào cho thông tin của mình rằng số máy bay và trực thăng trên đã bị bắn rơi, nhưng một số blogger quân sự ủng hộ chiến tranh cũng đưa ra khẳng định tương tự theo Reuters. Đến cuối ngày 13 tháng 5, thống đốc Bryansk Alexander Bogomaz nói rằng một máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một nhà máy sản xuất thực phẩm ở thị trấn Starodub gần biên giới Ukraine, làm hư hại mái nhà của nhà máy. Ông Bogomaz còn viết trên Telegram rằng không có thương vong trong vụ tấn công. Bộ Quốc phòng Nga ngay lập tức chưa có phản ứng về thông tin trên từ Kommersant. Hiện cũng không có phản ứng chính thức từ Ukraine, vốn thường từ chối bình luận về các báo cáo liên quan những cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, viết trên Twitter rằng vụ việc là công lý và quả báo tức thì. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tối ngày 13 tháng 5 tuyên bố lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 3 hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMARS và phá hủy 18 máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine trong 24 giờ trước đó, theo hãng tin TASS. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,